Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình lại quay lại hướng dẫn các bạn một cách làm việc với Adjustment Layer. Cái Adjustment Layer này thì nghe khá là quen khi với các bạn nào mà làm việc với Photoshop nhiều. Thì căn cơ bản là nó trên Final Cut thì cũng giống như Premiere hay DaVinci. Cái Adjustment Layer này nó là một cái layer gọi là trong suốt theo như mình hiểu là như thế, và trên cái layer đó thì chúng ta có thể làm màu, crop hay là add nút hay là add hiệu ứng các thứ trên đó được hết mà không tác động lên cái file gốc của mình. Cái tác dụng của cái adjustment layer thì nó sẽ làm cho chúng ta tiện trong cách làm việc, bóc tách các khâu xử lý file của mình ra. Thì khi lúc mà mình làm xong, mình tắt bật các layer lên thì mình sẽ xem được cái before và after của mình vừa thực hiện. Đây, ví dụ như cái của mình, trong cái bộ này của mình thì mình đã tạo sẵn một số cái cho tiện cho cái việc nhất trong việc làm màu này. Đấy, cái này là màu này. Add nút này, cơ này, cái này thì mình thường dùng để crop hai cái viền đen ở trên dưới thứ này. Còn cái này thì đây nó là cái file gốc, còn những cái này là những cái mình bóc tách ra để mình đỡ mình keo xuống, mình đỡ không mình mất công để đặt tên lại nữa. Đấy, làm việc với nó thì nó sẽ không tác động gì lên cái file gốc này của mình. Đây là file gốc mình quay Lumix. Đó. Mình có thể kéo nhiều lớp lên này. Lớp trên tác động lên lớp dưới. Thế nên là cái nào mà mình ưu tiên thì mình sẽ đặt lên trên đầu. Đấy, ví dụ như cái nút này, khi mình làm xong các bước các thứ thì mình sẽ add nút. Và cuối cùng mình sẽ, ví dụ mình thích thì để cái crop viền đen này lên trên vùng. Ví dụ như thế. Enter. Đó. Để cái viền đen bên dưới thì khi mình làm, ví dụ mình add nút màu thì nó sẽ ảnh hưởng lên cái viền đấy. Nên là cái nào mà mình ưu tiên hiện trên đầu thì phải đặt trên. Giống như việc thao tác layer trên Photoshop cũng vậy đấy. Đó, ví dụ đây là mình, cái này mình để chỉnh màu chẳng hạn, sáng tối. Đó, mình thực hiện trên cái layer này thôi, không làm trên các layer khác, không làm trên layer gốc. Đấy là tác dụng của cái adjustment layer. Thì mình sẽ để đường link download cho các bạn ở dưới phần mô tả bài viết nhé. Đấy. Ví dụ như đây mình bật tắt. Đó. Nó rất là tiện lợi trong cái việc mà mình thao tác nhé. Còn cái hướng dẫn mà trong cái file mình nén mình gửi cho các bạn thì các bạn vào ổ này, user này, movie này, xong một mục motion template này, vào title này, copy nó giải nén cái bộ thư mục của mình sẽ có một thư mục tên như này. Các bạn có thể đổi tên tùy ý, giải nén và copy nó vào đây. Đó. Cho sẽ không có cái này nha, cái này cái title wedding của mình, tên của mình. Ở trong đây sẽ có những cái này. Các bạn có thể đổi tên đây thì ở trong Final Cut nó cũng sẽ đổi tên. Nhưng mà khi các bạn đổi tên thì các bạn phải khởi động lại Final Cut thì nó mới có tác dụng nhá. Đó. Đấy. Rồi. Rồi, thank you các bạn.